Dạ, em tên là Anh Thư, quê em ở Vĩnh Long. Năm nay em 25 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng. Dạ, em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. À, rồi, mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh, rồi em chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả, bạn nữ bên kia. Em tên là Nguyễn Lê Việt Nam, em hôm nay 26 tuổi. Em quê ở Cần Thơ nhưng mà hiện tại sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm gì? Dạ thì hồi xưa em cũng hay điện thoại nói chuyện với anh Quyền Linh. Anh có điện thoại nói chuyện với anh nữa hả? Dạ, mỗi lần anh nói chuyện với anh nói con câu à. Là nói anh gì? Anh không có nhu cầu em ơi. Dạ em là nhân viên kinh doanh bất động sản. Dạ. Hèn chi người ta gọi từ Nam chí Bắc toàn bất động sản anh Linh ơi, anh Linh ơi. Xin lỗi anh không có nhu cầu hết. Thôi bây giờ mình nói chuyện điểm mạnh điểm yếu của hai bạn đi, mời bạn nữ. Điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em mới học blend. Còn điểm yếu của em thì em hơi bị bụng bề xíu. Sao học móc blend? Dạ bụng bề, học móc blend đằng cho nó bớt bụng bề chị. Tính hơi cố chấp, buồn vui thất thường, hay lên cơn bất chợt. Trời đất ơi. Lên cơn gì? Dạ chẳng hạn như đang ngồi buồn buồn thì em hét lên, hoặc là quay qua cắn, hoặc là đánh, hoặc là hung hít gì đó chị. Em bạn trai bên kia có thích không? Có thích lên cơn không? Thích từ cái chữ cắn trở về sao chị? Rồi còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì bạn trai? Dạ em thì em thích đi du lịch. Đó đây thì nếu mà sau này em có bạn gái thì em sẽ dẫn bạn gái đi du lịch thường xuyên. Hiền lành, mọi người nhận xét em cũng tốt bụng, giúp đỡ bạn bè, em cũng biết lắng nghe. Về điểm yếu của em á, em ăn rất là nhiều, hầu như là món gì em cũng ăn được, không có kén, nhưng mà em ăn quá mập, thậm chí đi sổ lãi nhiều lần cũng không mập. Còn cái thứ hai thì em hơi bị lãng tai đấy. Bạn bè nói kiểu như nói hai ba lần em mới nghe chứ không phải là thôi vậy em cố gắng lãng luôn đi em, chứ bên kia thấy cũng mệt lắm á. Dạ. Ha, bất chấp và bất thường tùm lum hết trơn á. Còn hơn nữa thì em thì được cái trời cho da trắng, bị cái là mấy bạn nữ nó hơi chê em là giống con gái á, giò em quýt long. Bởi vì nhiều lúc mấy bạn hay nói em vậy nên ít có mấy bạn thích manly hơn. Nhưng mà em man không? Kiểm tra lại kỹ ha. Dạ. Em chắc không? Dạ chắc vậy. Chắc đúng không? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua thì một mối tình chính thức, 3-4 mối tình không chính thức. Trời ghê vậy. Dạ cái chính thức thì là hồi đại học, khoảng 3 năm. Cũng dài ha. Dạ. Lý do sao chia tay? Thì ra trường thì em định hướng là lên Sài Gòn này làm. Và em kêu bạn nó chắc đợi khoảng 3-4 năm nữa mới cưới. Rồi bạn ấy thì nói chung không ưng lắm. Và bạn ấy tìm được bên Mông Đăng Hộ Đói đủ điều kiện rồi bạn ấy. Đúng rồi, dạ. Bỏ người ta 3-4 năm mà người ta chịu sao được. Dạ. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, một mối tình là lúc em học đại học. Người ta yêu thì người ta có từ A tới Z thì đi từng giai đoạn là A, B, C vậy đó. Em mới chỉ có A là bị ngưng rồi chị. Sao bị ngưng? Lý do? Một phần là do em. Lúc đó chắc là còn nhỏ, không biết cách yêu với lại cách thể hiện tình cảm. Cho nên là bạn đó chắc là cảm thấy mệt mỏi, cho nên là chấm dứt. Mình có rút ra kinh nghiệm gì cho mối tình sắp tới không em? Dạ có, kinh nghiệm nhiều lắm. Kinh nghiệm gì? Em yêu em ghét, em không thích gì là em làm hết. Làm luôn một lần. Em không thích gì thì em sẽ nói thẳng. Hoặc là có cơ hội thì làm từ A tới gì đó, làm được thì làm luôn. Trời ơi. Cái gì mà giống mở đường cho hú chạy vậy trời. Mình đã chạy qua liền luôn á. Cái vụ này hay rồi nha. Từ A tới chữ gì thôi, đâu phải tới Z đâu. Thầy mới nói Z rõ ràng anh mới chạy qua đây nè. Có nói Z không? Có thấy chưa? Đàn ông mà nghe Z Z là qua liền à. Mạnh mẽ dữ ha. Dạ, em là người con gái bản lĩnh đó. Nhưng mà anh hỏi em nè. Dạ. Không thích đàn ông điều gì? Dạ hồi nãy bạn có nói là da bạn trắng. Ừ. Nhưng mà yêu cầu của em là bạn đó là da phải đen hơn em. Tại vì em không có được trắng, với lại em cũng nhiều lông nữa. Hai bạn này ngược nhau vậy. Quá sức lại, người ít lông, người nhiều lông. Thôi bỏ chuyện lông nó qua một bên đi. Em không thích bạn đó nói quá nhiều, với lại hay hướng này hứa kia nhưng mà không làm gì hết. Bất động sản á, hay nói nhiều mà. Rồi vậy hai cái rồi ha. Dạ. Bên kia có hết rồi đó. Thôi được rồi, anh chỉ biết những cái không thích anh qua kêu thêm lông chút xíu. Rồi. Hứa mà không có làm đó, rồi. Họ hứa đó. Cô bên kia bản lĩnh lắm đó. Dạ. Hơi nhiều lông. Ủa rồi mà anh nói anh giúp cho người ta thêm lông là anh giúp bằng cách nào anh Linh? Bây giờ có thuốc hết rồi em. Hỡi bạn trai ít lông. Mẫu người bạn gái mà em muốn tìm kiếm là gì?
Dạ, em thích mẫu con gái là nhiều lông. Nói chung em cũng tự tin là em trắng nên không cần bạn gái là phải trắng. Tại vì sau này có cưới nhau thì con của chúng em sẽ cũng trắng theo. Em tự tin gen em mạnh. Hay quá ha. Thích bạn gái tóc ngắn. Ừ. Tóc ngắn mà kiểu tóc ngắn nữ tính chứ không phải kiểu tomboy. Thì cao thì khoảng từ 1m50 tới 1m59 là vừa. Khó, anh thấy được rồi đó. Thì có da có thịt. Bên kia có da nhưng mà thiếu thịt chút. Rồi em thích bạn nữ kia là bạn có gì cũng nói thì em thích. Chứ em không thích mấy bạn mà im em không thích. Hồi nãy giờ em nghe cô bên này nói chuyện, em đoán cô đang bận gì? Chắc bận quần sọt áo thun màu hồng. Quần sọt áo thun màu hồng luôn. Tóc tai của ra sao, mặt mày của thế không nào? Không để ý là chắc nói em, ta. Em thích tóc ngắn thì chắc bạn này tóc ngắn. Anh nói em nghe nè, em không để ý. Cổ nó cổ nhiều lông là chắc chắn không bao giờ cổ mặc quần sọt rồi. Còn mình men không? Dạ men. Mình bán đất người ta mà mình có miếng đất nào cho mình chưa? Dạ hiện tại là chưa chị. Chừng nào mới có? Dạ hiện nếu mà tính tới chuyện gia đình thì chắc chắn là em sẽ mua và xây cái nơi an cư riêng cho mình. Đúng rồi. Và gia đình. Muốn mấy đứa con? Dạ hai đứa là vừa, một trai một gái. Mà khỏe không? Dạ khỏe. Thiệt không? Thiệt, mạnh. Mạnh hả? Đâu trời đâu, ơi, đâu, mạnh đâu? Nói em mạnh lắm à. Đâu đâu, đưa cái mạnh lên coi. Mạnh coi, mạnh đâu? Có con chuột nhỏ, con chuột giống như chuột chết vậy đó. Con chuột nó bự, tao nói vậy nè. Bạch chứ, chuột bạch. Chuột bạch hả? À, chuột bạch. Chuột bạch. Con cười hoài à, vui ghê vậy đó. Dễ thương mà. Bên đàn trai rất cặp dễ thương. Cặp này xứng đôi à. Rồi bây giờ em có đi với người thân không? Em đi với chị, với bạn. À, em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. À, theo chị thì bạn nam này hiền lành, dễ thương đó. Nhưng mà chị có câu hỏi cho bạn nam là bạn nam bán đất chị có đi nhậu nhiều không em? Thực ra em không có nhậu nhiều, chỉ là chủ yếu là uống cà phê với khách thôi chứ không nhậu. Không nha, hứa nha. Thì là em nhậu ít lắm, tầm khoảng 5 lon đổ xuống. Nó mạnh mẽ nhậu ít lắm à. Trời cảm ơn chị, em đi với ai? Em đi với đồng nghiệp em, có sếp em. Rồi có sếp cho gặp sếp đi. Trước tiên xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường. Và xin chào toàn thể quý vị khán giả đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Nam thì trong công việc thì rất là tốt, làm cái gì cũng làm được hết á. Bạn nữ hơn bên đây thì chỉ nhanh cho Nam biết là nếu mà em không bấm nút thì chắc mai em khỏi đến công ty Nam nhé. Trời ơi. Sếp dễ thương. Bây giờ kéo màn lên cho đôi trẻ gặp mặt. Đó. Anh trắng hơn em nhiều. Chắc ủa mà sao đi bắn đất? Phơi nắng nhiều rồi. Không em, anh dẫn em đi tắm trắng. Vậy cũng được. Anh thì làm ở Bình Thạnh gần này. Em làm ở quận Phú Nhuận. Chuyện như cái ngày hẹn hò á, một tuần mình đi chơi một lần hay là một tháng đi chơi một lần, em có cái đó không? Tại vì anh em làm thì phải đi chơi nhiều chứ anh. Dạ, tại vì anh làm bên bất động sản nó cũng hơi bận á. Dạ. Nhiều lúc chỉ có cuối tuần là bận nhất. Cuối tuần em lại rảnh ngay ngày cuối tuần. Đi chơi ngày trong tuần hay là tối trong tuần thì ok. Cái đó em sẽ cố gắng sắp xếp. Tại vì em cũng hơi bận. Nhưng mà vì sự nghiệp, gia đình, con cái em sẽ cố gắng. Đúng rồi. Cái công việc nào anh cũng hay giúp đỡ mấy bạn, nhất là mấy bạn nữ rồi. Cái đó em có hay khó khăn với cái đó không? Dạ không anh. Tại vì em chơi với bạn nam cũng nhiều mà. Không sao. Thông cảm với lại tôn trọng nhau là được. Cho mình thấy mình bù qua sức lại nhau thì hợp lý. Dạ. Thì cố gắng một tuần gặp một lần là ok. Nếu được rảnh thời gian, tại vì công sản nó cũng có những khoảng thời gian rảnh rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà cái dự án đồ này nào thì rất là bận. Mà anh cũng sẽ cố gắng một tuần một lần. Dạ không sao, cái đó anh cứ thoải mái. Em rất là thoải mái. Em giả sử nha, bạn gái của anh, thí dụ như anh muốn kết hôn nhưng mà bạn gái của anh không muốn, ý là không muốn sang năm kết hôn, hoặc là họ muốn là khoảng chừng 2 hoặc là 3 năm nữa mới kết hôn thì anh sẽ như thế nào? Anh có đồng ý không? Ý là lý do như sao chứ? Lý do thì có thể là vì gia đình. Vì gia đình hoặc là bạn nữ nó có việc gia đình như là chăm sóc cho em gái hoặc là gì đó. Không sao, anh nghĩ nếu mà mình đến được với nhau này nọ thì cái vấn đề đó không có lớn. Dạ. Anh có thích mấy cô gái mà chung là hơi trẻ con? Không sao, miễn năng động là anh thích nè. Chứ anh đừng có chầm chầm mà già tính của anh không thích. Thật ra em dễ thương là được. em biết dân số thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu? Điều tra dân số kỳ vậy trời. Để bán đất hay sao? Thì hiện tại thì dân số thành phố Hồ Chí Minh là bây giờ là khoảng 15 triệu người. Rất là đông.
thì cái cơ hội, cái tỷ lệ mà mình gặp nhau ở đây á thì gọi là nó hiếm. Nói chung là giống như khó hơn chúng với số việc lót nữa. Nên cái khoảng thời gian này rất là tuyệt vời. Thì anh nghĩ là sau cái chương trình này mình sẽ cho nhau cái cơ hội để kéo dài cái khoảng thời gian tuyệt vời này. Hát bài tặng bằng đó đi. Em sẽ hát bài tặng. Em tập trung nha. Người con gái mà anh nhớ mong. Không sao, không sao. Thì tự nhiên em quên lại. Bán đất lành lắm. Trước một cô gái nói chuyện tình yêu cái hơi rung á. Dạ. Sao em cảm nhận anh ấy là người thế nào? Dạ em thấy anh cũng có vẻ hiền. Từ từ cái kia mình phải tìm hiểu sao. Kia là cái gì? Kia là cái gì? Ý là mà cái sâu hơn. Cái sâu hơn là cái nào? Cái hình Z hả em? Dạ, cái dạ. Hình Z hả em? Dạ, từ A tới Z đó anh. Từ từ mới hiểu. Thôi cái Z thì để chút xíu nói đi nha. Thôi hết thời gian rồi. Các bạn đang ngồi trên hai chiếc ghế. Có rất nhiều cặp đôi đã lấy nhau, đã sinh con, đẻ cái. Hai chiếc ghế đó thấy vậy thôi chứ nó thiêng liêng lắm nha các bạn. Chúng ta bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Trao duyên mà không có duyên là xem mình đã mất duyên đó. Suy nghĩ và cảm nhận bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Vô luôn. Từ từ để quên. Là Võ Thị Thanh, năm nay 31 tuổi. Em đến từ Hóc Môn. Và em đang làm việc tại bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức. Em làm gì trong bệnh viện? Dạ em làm điều dưỡng ạ. Bây giờ mình đi làm ở Thủ Đức rồi mình về Hóc Môn mỗi ngày hả em? Sáng thì em đi xe buýt 6 giờ em đi, chiều 6 giờ em về. Wow, dạ. Cũng hơi xa ha. Dạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào anh. Chào chị Cát Tường và chào bạn gái bên kia. Em xin giới thiệu, em tên Long Quỳnh Hiệp. Hiện là giáo viên chủ nhiệm của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc phòng là sao tức là? Tức là mình dạy những cái môn học cấp chứng chỉ quốc phòng cho các em. À, mình là quê đâu? Dạ em quê Kiên Giang. Chưa nghe bạn trai giới thiệu là bao nhiêu tuổi? Dạ em 34 chị Cát Tường. 34 hả? Dạ. Bên này cô này 31 ha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ điểm mạnh của em là người sống tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ. Và đặc biệt là em không có nhiều chuyện. Điểm yếu? Điểm yếu của em là em nhét đi xe không ra nên em toàn đi xe buýt không. Rồi bạn trai giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em thì trong công việc thì em nghĩ là em làm việc dứt khoát. Còn điểm yếu chắc có lẽ là về phần nấu ăn là nó chưa được ngon và không biết nấu ăn. Thầy giáo đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình. Thứ nhất là thời sinh viên. Rồi bỏ qua luôn. Dạ. Thời thứ hai là cách đây cũng 7-8 năm. Cái cuối cùng là khoảng 4 năm. Vì lý do tại sao chúng ta chia tay nhau? Chắc có lẽ là do em là chủ yếu. Tại chắc có lẽ là lúc tuổi trẻ nó bồng bột, nó không có suy nghĩ được chín chắn. Lúc đó bao nhiêu mà còn trẻ? Cũng 30, gần 30. 30 rồi. Dạ. Cũng chưa chín chắn luôn hả? Bây giờ đã chín chắn chưa thầy? Dạ cũng tạm tạm ổn rồi chị Cát Tường. Mình rút kinh nghiệm gì từ những mối tình đó để cho cái mối tình cuối cùng của mình nó được tốt đẹp? Làm sao để bảo vệ hạnh phúc cho tình yêu của mình? Điều thứ nhất là quan tâm. Quan tâm. Thì thứ hai là mình phải chân thành. Thứ ba là chung thủy. Ba cái đó đủ đáp ứng cho người bạn gái. Vì đó giờ mình thiếu một trong ba cái đó đúng không? Chắc có lẽ vậy. Chắc có lẽ vậy. Rồi. Rồi bây giờ mình đã nhận ra được là tốt quá rồi. Dạ. Bạn gái mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thật ra thì em chưa trải qua mối tình nào hết. 31 tuổi chưa có một mối tình chính thức nào hết luôn á hả? Dạ. Tại em cũng hơi nhát á, trong cái chuyện bạn trai á chị, em cũng thấy anh trai là hơi sợ sợ sao. Giờ còn sợ không em? Dạ không, giờ hết rồi chị, qua 31 là hết sợ rồi. Mình có hôn lần nào chưa? Dạ em chưa hôn lần nào hết. Chưa hôn lần nào hết? Dạ có năm 18 tuổi thì trong cái dịp đám cưới em đi chung với cái anh đó thì
em với anh đó ngồi kế nhau, rồi ảnh tự nhiên nắm tay em, xong rồi em hết hồn hết vía luôn, hồn vía em lên mây. Xong tới khoảng một tuần sau em mới hoàn hồn lại đó chị. Có cái nắm tay thôi mà một tuần mới hoàn hồn hả? Dạ. Từ cái khúc hoàn hồn đó tới giờ là chưa ai làm gì luôn? Dạ chưa. Trời ơi, bây giờ mà hung cái chắc tháng sau mới hoàn hồn đó. Được. Bây giờ đó, em gái tìm cái nửa yêu thương của mình là như thế nào em? Dạ, em tìm một người chững chạc, biết lo làm ăn và biết chăm sóc gia đình nữa. Anh nghĩ thầy giáo có gần như hết. Dạ, chứ có thiếu cái vụ mà chăm sóc gia đình đó. Không, em có, em nghĩ là được. Vụ nấu ăn mới thì kia hơi chăm sóc thôi chứ nấu ăn là thì chăm sóc thôi, trong đó có nấu ăn nữa. Dạ, phụ tiếp nấu ăn. Đúng rồi, phụ dạ, được đúng không? Có cái điểm nào ở bạn trai mà em không thích không? Tính ích kỷ, tính toán, với lại lăng nhăng nữa chị. Bạn trai có mấy cái tính đó không? Dạ, tính ích kỷ em có, tại vì em chỉ biết một người yêu hoặc người vợ của mình sau này. Cái đó ích kỷ. Vậy được đó chị. Em gái có tưởng tượng ra chàng hoàng tử trong tương lai của mình là người như thế nào không em? Em nghĩ chứ anh đó cũng khoảng cao khoảng 1m7, da trắng, mũi cao hả anh? Có không anh? Có. Hên xui em. Có đó. Gì nữa? Dạ, hết rồi. Đơn giản vậy thôi hả em? Dạ. Bạn trai đạt được tiêu chuẩn bao nhiêu phần trăm? Chắc được 30% vậy. Ồ, sao ít vậy? Dạ. Làm gì khiêm tốn vậy? Tệ lắm, phải 70% trở lên. Em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, thứ nhất là về chiều cao thì từ 56 đến 62. Thứ dạ, hai nữa là da thì đừng có ngâm quá. Sao em da ngâm rồi? Đừng có quá thôi, tức là vừa thôi. Về mình có thể là nhiều biện pháp làm trắng được. Cỡ anh Nguyên Linh vậy đó, được không? Dạ, được. Rồi. Dạ, không sao. Gì nữa? Đen lắm à, con này đen lắm à. Tính tình thì đừng nói nhiều quá. Nhưng mà đừng có... Dạ, em ít nói lắm anh. Đừng ít quá thôi, nhiều khi giận mà cũng không nói nhưng là nguy hiểm. Nhưng mà trong chuyện tình cảm em nói nhiều lắm. Bây giờ em tưởng tượng hình dung bạn gái bên này là người như thế nào? Thứ nhất là... Đoán thử coi. Thân hình cũng cân đối, cũng hiền dịu, nhu mì. Trang phục thì chắc cũng tương đối đơn giản giống như em. Rồi. Không có sặc sỡ quá. Nếu bây giờ được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân? Dạ, nếu được thì nếu mà tùy bạn gái, nhưng mà nếu theo em thì trong vòng năm nay. Rồi lấy nhau về mình sẽ ở đâu? Dạ, trước mắt thì ở tạm thời ở cơ quan của em. Cô này cô cũng dễ lắm, nhưng mà cô sợ cái tính lăng nhăng. Em có hay lăng nhăng không? Dạ, em nghĩ chắc không có, từ ngày xưa đến bây giờ. Chắc chắn ha? Dạ. Mọi thứ sẵn sàng, được là trong năm này mình cưới luôn. Dạ. Rồi. Rất được. Chị thì chị thấy được rồi đó, bây giờ dạ, ăn thua là em nữa. Để là xem coi đàn gái như thế nào nha. Dạ. Dạ, em chào anh. Chào em gái. Nãy giờ em nghe thầy giáo bên kia em thấy an tâm không? Dạ, con nghe cũng an tâm anh. Bởi vì thầy giáo mà em với ảnh cái phần địa lý đó thì dạ, nó gần nhau rồi. Dạ. Dễ rồi. Em có thích một cái sự lãng mạn nào nó cởi mở hơn chút xíu không? Dạ, em thích lãng mạn lắm anh. Thích lãng mạn mà xưa gì chưa bao giờ có người yêu ta? Dạ, chắc tại duyên chưa tới à. Thật sự là anh rất là quý, trân quý những cái tình cảm của những người điều dưỡng. Coi nào mình chăm sóc bệnh nhân đó rồi phát sinh tình cảm không? Dạ không, toàn người già không anh. Khoa em là người già không? Thôi thì khỏi hỏi luôn. Tưởng đâu chăm sóc người trẻ vậy, khoa già khỏi hỏi luôn. Rồi, hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay em đi với hai dì của em, chị dâu và em gái với đồng nghiệp của em ạ. Trời, cũng lực lượng đồng quá. Dạ, dạ rất dạ, ủng hộ em luôn á chị. Rồi, đâu nhà gái đâu à. Rồi, chào nhà gái nha. Bây giờ dì nào sẽ đại diện đây? Tôi xin chào Hiền Linh. Dạ. Và chào Cát Tường dạ, và các đồng bạn hôm nay đến cái hội trường. Cháu tôi thì nó... nói chung là hồi nào giờ nó ít có tiếp xúc bạn bè. Nó chỉ biết mận kiếm tiền để lo cho cha mẹ và anh em, mà nó quên đi cái tình yêu của nó. Tôi nói sao con không cho dì Chính ăn cái miếng đậu miếng trụ đại đi, tôi chờ hoài mệt quá mày. Nó nói con còn nhỏ. Em rể nó nói chị ở giờ này chị không chịu gia đình nữa. Cái em nó mới đăng ký lên cái cuộc hội hẹn này. Và dì Chính cũng thấy cái cậu nam này thì cũng chững chạc, thì theo dì Chính thấy theo cái ý thích của con là Chính thấy cũng được á. Rất mong hai con để mà thành đôi để cho dì Chính sớm ăn đám cưới. Dì Chính cũng dễ thương ghê nha. Dì Chính dễ thương quá. Được. Cảm rồi ơn dì. Em trai. Dạ. Đi với ai? Dạ em đi với thủ trưởng em, thầy Hưng là phó giám đốc của trung tâm. Dạ xin chào thầy. Với bạn, với phu nhân của thầy. Rồi xin dạ, chào cả nhà. Rồi tôi xin
chào chị Cát Tường. Dạ. Chào anh Quyền Linh. Dạ. Và chào các bạn trong khán phòng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Tấn Hưng, là phó giám đốc của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì đối với tôi thì cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này tôi rất là thích. Có hôm tôi cũng động viên Hiệp là đăng ký tham gia chương trình. Và chị hôm qua cũng rất là vui là Hiệp thông báo cho tôi là được tham gia chương trình này chị hôm qua. Và lúc nãy trong phòng chờ thì các cô ở trung tâm mới điện cho tôi. Cô nói rằng thầy nói với anh Hiệp á là bằng hoặc hơn tụi em thì tụi em đi yên chưa? Còn không thì tụi em không đi yên. Trời ơi, tạo áp lực quá. Anh cũng xin nói với Thanh rằng là những cái điều mà em không thích ở bạn nam thì ở Hiệp không có. Dạ. Yeah. Và anh cũng nói với Hiệp rằng là khi mà anh thấy anh Thanh xuất hiện thì tự nhiên anh có một cái rất xúc động và có cảm giác đó là nàng dâu của trung tâm anh đấy. À. Và điều cuối cùng anh muốn nói với Hiệp là sau chương trình này em về trung tâm này chắc là mấy cô ở trung tâm không làm khó dễ em đâu. Xin cảm ơn. Cảm ơn thầy, hay quá thầy ơi. Kéo màn lên. Kéo màn, không còn cần chờ gì nữa. Hai người sẽ gặp gỡ và trò chuyện. Mời hai bạn. Anh tặng em món quà. Dạ. Không gian đó là của các bạn đó, trò chuyện đi. Em ở Thủ Đức mà chỗ nào? Cái chỗ đường Lê Văn Chí anh. À. Gần Suối Tiên á. Chỗ anh làm cũng gần đó. Dạ. Vậy hai chỗ... mình gần nhau. Dạ, có gì mình hẹn nhau uống phê ở Thủ Đức cũng được. Dạ. Dạ. Anh quan điểm về hôn nhân thế nào ạ? À? Theo anh thì hôn nhân thì đối với anh già tuổi cũng lớn hơn so với lúc trước rồi. Thành ra là thấy hôn nhân là những cái gì nó đơn giản nhất. Làm sao cho hạnh phúc cho cả gia đình. Dạ. Bao gồm vợ chồng và con cái. Dạ. Dạ. Anh có hay đi xem phim không? Cũng thỉnh thoảng thôi, chứ không có... Em thì cũng thích xem phim nhưng mà ít khi nào em đi tại em chưa có ai để đi chung hết á. Ở Thủ Đức mình cũng có nhiều rạp đó, có gì mình đi xem phim. Chuyện rạp để anh lo cho, hai đứa yêu nhau là được rồi, rạp để anh lo. Rồi tính tới tương lai mình sẽ làm gì, phát triển kinh tế gia đình. Anh định hướng là mình sẽ ở đâu anh? Chắc trước mắt thì anh là ở đây chắc lâu dài ở đây luôn. Nhưng mà về xu hướng thì chắc cũng về dưới quê, nhưng mà cũng đi về chứ không phải là ở dưới quê luôn. Hồi nãy em nghe hỏi nói quê anh á, quê anh ở đâu hồi nãy? Ở Kiên Giang. Kiên Giang thì em chưa đi. À? Em thì cũng thích miền Tây lắm anh. Qua chương trình này thì chắc có lẽ mời em về Kiên Giang nhiều lần hơn. Dạ, em cũng thích lắm á. Thì em thấy anh được bao nhiêu phần trăm theo cái ý của em? Dạ, em thấy chắc được khoảng 90% á anh. Cảm ơn em. Không lăng nhăng là em thích rồi. Anh thì thấy em trước mắt là dễ thương. Làm điều dưỡng thì tính nhẫn nại rất là cao, rất là tốt. Bù đắp được cho anh chỗ đó. Anh hy vọng ngày gần nhất thì em sẽ dẫn anh về vậy. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, để em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, để em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, để em là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, để em bước vào đời. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ và hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. Rồi bấm nút đi con, để chị mời ăn đám cưới. 1 2 3. Hết thời gian. Thầy giáo rất nhanh nè. Đó, hợp lý nha. À, nhìn thấy cũng hợp lý đó. Hơi thấp hơn chút xíu. Không sao đâu. Tại vì cô ấy mang giày cao nè, cao đó, thấy chưa? Đây là chiếc vé xem phim. Các bạn có thể đến cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng đến xem phim để có không gian lãng mạn nhiều hơn, yêu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn là một bộ sản phẩm thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Skin Azek nhập khẩu từ Hàn Quốc. Cảm ơn chị. Và đây quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là phần quà từ Kumagon, trợ lý dạ dày, trợ sức thành công, gửi tặng hai bạn. Dạ, cảm ơn. Rồi, một điều không thể thiếu trong Bạn Muốn Hẹn Hò thưa quý vị. Đó là gì nhỉ?
À, dành cái này để cái cuối cùng. Chúng tôi muốn các bạn sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, đó là nụ hôn đầu tiên trong chương trình. Mời bạn. Con xin phép gì? 19 gì 10. Dạ. 19 gì 10. Dạ. Con xin phép 19 gì 10 khích lắm á, quá kích động lắm. Trời ơi. Em nó hôn đi kìa, thấy không?